Kính chào quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lan rộng, các nhà nghiên cứu bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ khác nhằm dự báo về khả năng lan truyền của virus, đồng thời để cảnh báo về các loại virus mới khác nhằm ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm mới nổi trong tương lai. Ngoài ra, tiến độ nghiên cứu vaccine cũng đang được đẩy nhanh nhờ công nghệ gen Tới đây là những thông tin thú vị về chống dịch COVID-19 thời 4.0. Trung Quốc đưa công nghệ cao ngăn ngừa dịch COVID-19. Trung Quốc đã sử dụng nhiều công nghệ từ robot khử trùng, công cụ chẩn đoán nhanh COVID-19 cho tới việc ứng dụng công nghệ cao dùng camera, nhận diện gương mặt và đo thân nhiệt tại hệ thống tàu cao tốc. Camera này có thể phát hiện người hơi sốt trong khi hệ thống đường sắt sẽ cung cấp danh sách những người từng ngồi gần với bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, máy bay không người lái siêu nhỏ được sử dụng để đo thân nhiệt và phân phối thuốc men, đồng thời có gắn loa để thông báo phòng dịch tới cư dân. Robot trí tuệ nhân tạo AIbot được sử dụng có thể quét thân nhiệt hơn 200 người trên phút, kiểm tra xem thân nhiệt có vượt quá 37,3 độ C hay không tại nhà ga Windsor ở Bắc Kinh. Ở Thượng Hải, AIbot có khả năng nhận diện giọng nói được sử dụng để phát hiện người có nguy cơ cao. Robot này hỏi và đưa ra khuyến cáo cách ly tại nhà. Tại bệnh viện, robot được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp. Hàng trăm người cách ly y tế tại một khách sạn ở Hàng Châu nghi nhiễm virus được robot phục vụ thức ăn. Phát triển các công cụ cảnh báo sớm bệnh truyền nhiễm mới nổi. Khi đại dịch SARS xảy ra vào những năm 2002, công cụ HealthMap, bản đồ sức khỏe đã được xây dựng để thu thập dữ liệu. Hiện nay, HealthMap tiếp tục thu thập dữ liệu và dự đoán tình hình về COVID-19. HealthMap bổ sung các kỹ thuật thu thập dữ liệu của cơ quan phòng chống dịch bệnh Mỹ CDC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Dữ liệu được nhiều bác sĩ và các nhà nghiên cứu sử dụng. Theo ông John Brown, người đứng đầu bộ phận sáng kiến bệnh viện trẻ em Boston, giáo sư tại Đại học e Y Harvard HealthMap hiện đang được sử dụng như nguồn dữ liệu trong dự án cảnh báo sớm quốc tế gồm nhiều tổ chức y tế công cộng, trong đó có CDC, để phát hiện sớm các mối đe dọa sinh học trên thế giới và trong sáng kiến an ninh đại dịch từ các nguồn mở của WHO. Một số công nghệ khác như BlueDots có trụ sở tại Canada thu thập dữ liệu bệnh dịch từ nhiều nguồn rồi sử dụng thông tin chuyến bay hàng không để dự báo xem bệnh truyền nhiễm có thể xuất hiện kế tiếp ở đâu. Dự án gen virus toàn cầu Trong khi đó, dự án gen virus toàn cầu Global Vimo Project trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ phát triển cơ sở dữ liệu gen và sinh thái học của phần lớn virus ở động vật có khả năng lây truyền cho con người. Một số nhà khoa học cho rằng vẽ bản đồ gen virus ở người, các chủng virus có thể lây sang người hoặc sống trong cơ thể người là ưu tiên. GVP nhằm để phát triển các loại thuốc, vaccine mới hoặc các biện pháp dự phòng trước khi đại dịch kế tiếp xảy ra. Dữ liệu khổng lồ thu thập về virus trên toàn cầu sẽ được sử dụng để tạo nên các thuật toán AI, dự báo xem loại virus ở động vật nào có khả năng chuyển sang người, không thể chỉ xem xét vài chủng loại hay vài địa điểm. sớm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, các tiến bộ trong công nghệ gen đã giúp cho các biện pháp nghiên cứu về COVID-19 nhanh hơn, dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn. Chỉ sau 2 tuần kể từ khi virus xuất hiện, các nhà khoa học đã phân lập và xếp chuỗi gen đầy đủ virus. Ngay sau đó, các bản sao tổng hợp của virus đã được sử dụng trong nghiên cứu. So sánh với đại dịch SARS năm 2002, phải mất hàng tháng trời mới xếp chuỗi được gen virus. Cách đây hai thập kỷ, tốn 10 đô la Mỹ để tạo ra một bản sao, một nucleotide Hiện giờ chi phí chỉ chưa bằng 1 phần 100, dưới 10 sen, 1 đô la Mỹ bằng 100 sen. Gen của loại virus corona mới gây bệnh COVID-19 dài khoảng 30.000 nucleotis. Với việc xếp chuỗi gen và tạo ra các bản sao tổng hợp, các chuyên gia đã nhanh chóng tạo ra công cụ chẩn đoán virus. CDC đã nhanh chóng đưa bộ xét nghiệm virus tới phòng thí nghiệm ở Mỹ và quốc tế. Công cuộc tạo ra vaccine cũng bắt đầu. Một loại vaccine sẽ được lựa chọn để đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong vòng 3 tháng tới. Quý vị và các bạn thân mến, ẩm ướt, cảnh sát với nấm phổi sẽ là chủ đề mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.